nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bình Dương tập trung kiểm tra chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Tại các chốt kiểm soát, các lực lượng sẽ tổ chức kiểm tra đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thời gian kiểm tra trung bình cho một người dân kiểm tra chỉ khoảng 30 giây, nên người dân đều vui vẻ hợp tác. Theo ghi nhận, đa số người dân đã có ý thức chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng đã kịp thời phát hiện, xử lý đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn và các vi phạm khác. Qua kiểm tra tất cả các trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, tổ công tác lập biên bản vi phạm và tạm giữ các phương tiện. Cùng xem cái kết quả kiểm tra nồng độ cồn của em nhé. Cái này thì em cũng không có dấu cả. Em vừa thể thao, vâng, em không có dấu. Sao mà uống bia rượu rồi còn điều khiển xe? Dạ, tại vì đá bóng xong là vào lúc anh em là 1-2 lon. Thế là... Đây này, kết quả kiểm tra của em này, 0,079 mg trên 1 lít khí thở. Rồi, rồi xem kết quả nhé. Nồng độ cồn của mình kết quả là 0,689. Nhằm chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong những ngày tới, Tổ công tác số 4 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bình Dương ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm về nồng độ cồn, nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe.